Ngày xưa, ngày xưa, ở một vùng đất xa thật xa, có một cô gái xinh đẹp và tốt bụng. Một ngày kia, khi mẹ mất, ba cô đã lấy vợ kế. Người mẹ kế xấu xa, có hai cô con gái cũng xấu xa y như bà. Người mẹ kế và hai chị kế đối xử với cô rất tệ bạc. Mày không được ngồi cùng bàn với chúng tao đâu. Phải, mày không có tư cách ngồi với chúng tao. Ôi, cái ly rớt rồi kìa. Nhanh lên và dọn sạch đi lỡ lem mà. Khi mọi người đi chơi vui vẻ, thì cô phải ở nhà và làm việc nhà rất nặng nhọc. Người ở nhà gọi cô là lọ lem. Khi mệt mỏi, cô thường hay ngồi trước lò sưởi, đặt con mèo của cô vào vạt áo và cố gắng lấy lại tinh thần khi ngọn lửa sắp tàn. Một buổi sáng đẹp trời, mọi người nhận được lời mời từ cung điện. Một buổi khiêu vũ sẽ được tổ chức ở cung điện theo lời mời của hoàng tử. Và tất cả các cô gái đến tuổi kết hôn sẽ được mời đến tham dự. Trong khi mẹ kế chuẩn bị cho hai cô con gái đến buổi khiêu vũ, lọ lem cũng miễn cưỡng giúp họ. Con phải là người đẹp nhất trong buổi khiêu vũ. Hoàng tử sẽ phải thích con. Sao con lại không được đến? Mọi cô gái đến tuổi kết hôn đều được mời mà. Cái gì? Mày đòi tham dự buổi khiêu vũ với trang phục này á? Đến ngày diễn ra buổi khiêu vũ, một mình ở nhà, lọ lem không kìm được nước mắt. Cô bắt đầu khóc. Ngay lúc đó, một ánh sáng phát ra từ lò sưởi. Từ trong ánh sáng đó xuất hiện một bà tiên xinh đẹp. Lọ lem không thể tin vào mắt mình, vì bà tiên đó chính là mẹ của mình. Mẹ ơi! Chào con gái yêu, mẹ đến để giúp con đây. Con cũng sẽ được đến buổi khiêu vũ trong cung điện. Thật hả mẹ? Nhưng bằng cách nào? Mẹ sẽ giúp con. Nào, hãy hái cho mẹ quả bí ngô lớn nhất trong vườn. Và mèo con nhanh nhanh bắt cho ta 7 con chuột. Bằng một cái đũa phép, bà tiên biến bí ngô thành một xe ngựa tuyệt đẹp. Sau đó, bà chỉ cái đũa phép vào mấy con chuột. Một con chuột biến thành tài xế và 6 con kia biến thành những con ngựa tuyệt đẹp. Bây giờ đến lượt con. Con trông như một công chúa. Nhưng mẹ ơi, con lại không biết nhảy đâu. Lỡ như hoàng tử muốn con nhảy thì phải làm sao? Với đôi giày kỳ diệu này, con sẽ nhảy hay nhất trong buổi khiêu vũ. Con phải nhảy với hoàng tử nhé. À, đừng quên nhé con yêu. Phép thuật này sẽ biến mất vào lúc nửa đêm, cho nên con phải rời khỏi buổi khiêu vũ trước khi đồng hồ chạm mốc 12. Con cảm ơn mẹ. Con sẽ rời đi trước lúc nửa đêm, con hứa. Mẹ ơi, con sẽ lại được gặp mẹ chứ? Mẹ luôn luôn ở bên con. Khi lọ lem lộng lẫy và xinh đẹp bước vào cung điện, mọi người đều quay đầu về phía cô. Ngay cả các chị kế cũng không nhận ra cô. Và tất nhiên, lọ hoàng tử đẹp trai cũng bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô. Nhà vua và hoàng hậu cũng rất quý mến lọ lem. Như vậy mới gọi là công chúa chứ. Hoàng tử nhanh chóng mời lọ lem nhảy. Nhờ vào đôi giày thần kỳ, lọ lem nhảy lướt trên sàn. Người mẹ kế và các chị kế không nói nên lời trước vẻ đẹp của cô và nổi điên lên vì ganh tị. Lọ lem rất hạnh phúc và không nhận ra thời gian đang trôi qua rất nhanh và hoàn toàn quên mất lời hứa với mẹ. Bất chợt nhìn thấy đồng hồ trên tường, đã gần đến nửa đêm. Rời khỏi chỗ hoàng tử đang đứng, cô chạy nhanh xuống cầu thang phòng khiêu vũ. Và trong khi chạy, một chiếc giày thần kỳ trượt khỏi chân, nhưng không đủ thời gian để quay lại nhặt.
đuổi theo Lọ Lem. Hoàng tử thấy chiếc giày nằm ngay cầu thang. Phải tìm chủ nhân chiếc giày ngay lập tức cho ta. Nếu cần thì có thể đi khắp cả nước để tìm cho bằng được. Người ta đi khắp cả nước, gõ mọi cánh cửa và cho tất cả các cô gái trẻ thử giày. Nhưng không có ai đi vừa chiếc giày. Cuối cùng, họ đi đến nhà Lọ Lem. Cả hai chị kế cũng thử giày. Cố gắng một chút nữa là vừa thôi. Cố lên. Đúng đúng, chân con gái tôi chỉ bị sưng một chút vì nó đang bị bệnh. Nhưng chiếc giày không vừa chân của cả hai chị em. Người đàn ông nói rằng thủ lĩnh của họ đã thấy một cô gái khác trong nhà. Còn một cô gái trẻ ở trong nhà kìa. Ngay khi Lọ Lem xỏ chân vào chiếc giày thì người ta đã biết chiếc giày là của cô, vì chiếc giày vừa khít chân cô. Xin mời cô hãy về cung điện với chúng tôi nhé cô gái trẻ. Hoàng tử đang đợi cô đó. Người của hoàng tử dẫn Lọ Lem đến cung điện. Khi hoàng tử thấy Lọ Lem, anh nhận ra là Lọ Lem ngay và rất vui khi thấy cô. Hoàng tử lập tức quỳ xuống và cầu hôn cô. Em hãy cưới anh nhé, công chúa của anh. Lọ Lem vui vẻ đồng ý ngay với lời đề nghị của hoàng tử. Và họ sống rất hạnh phúc mãi về sau. Nhưng làm thế nào mà chiếc giày vẫn không mất đi phép màu? Mẹ luôn luôn ở bên con. Dĩ nhiên rồi, mẹ là mẹ của con mãi mãi. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng sống ở xứ sở xa xôi. Họ không có con, và họ rất muốn có một cô con gái. Sau một thời gian, thì cuối cùng, người vợ trẻ cũng mang thai. Một hôm, khi người vợ nhìn qua cửa sổ, cô nhìn thấy vườn rau diếp xoăn nhà bên cạnh. Từ giây phút đó, cô chỉ nghĩ đến việc được ăn chỗ rau diếp xoăn đó mà thôi. Không được ăn chỗ rau đó thì em chết mất. Người vợ không muốn ăn gì cả và cô gầy đi rất nhiều. Rồi đến một ngày, người chồng cũng vô cùng lo lắng cho cô. Anh hứa với vợ sẽ mang về một ít rau diếp xoăn. Đừng lo, em yêu à. Anh sẽ mang về cho em ít rau diếp xoăn. Nhưng anh biết như vậy là rất nguy hiểm mà. Căn nhà bên cạnh là của một phù thủy quyền năng và vườn rau được một bức tường cao lớn bao quanh, chẳng ai dám bước vào đó cả. Người chồng lấy hết sức bình sinh, trèo qua bức tường đó, anh đi vào vườn rau và lấy một nắm rau diếp xoăn. Người vợ vui vẻ ăn chỗ rau diếp xoăn đó và cô cảm thấy khá hơn nhiều. Nhưng không may, một nắm rau vẫn không đủ. Ngày hôm sau, chồng cô lại đi vào vườn rau. Nhưng lần này, mụ phù thủy đã đứng đợi sẵn. Tại sao ngươi dám vào vườn của ta và lấy trộm rau của ta hả tên kia? Vợ của tôi đang mang thai và cô ấy rất thèm rau diếp xoăn của bà. Ngươi có thể hỏi xin ta mà sao phải lấy trộm chứ? Chúng tôi đều rất sợ bà. Tôi nghĩ là bà sẽ không cho. Xin thứ lỗi cho tôi. Tha thứ cho ngươi. Ngươi sẽ bị trừng phạt vì việc này. Nếu như vợ tôi không được ăn chỗ rau này, cô ấy sẽ rất ốm yếu và không thể sinh nở. Làm ơn đó. Chúng ta thỏa thuận một điều. Ngươi muốn lấy bao nhiêu rau cũng được hết. Nhưng có một điều kiện. Sau khi con ngươi được sinh ra, thì ngay lập tức phải giao đứa bé cho ta. Người chồng đồng ý, thỏa thuận ngay mà không hề sợ hãi. Vài tháng sau, đứa bé đó đã ra đời. Ngay sau đó, bà phù thủy đến và mang đứa bé đi.
bà đặt tên cho cô bé là Rapunzel, vì loại diếp xoăn mà người vợ thèm ăn có tên là rau Rapunzel. Bà phù thủy chăm sóc cho cô bé rất cẩn thận. Khi Rapunzel 16 tuổi, cô bé đã trở thành một cô gái vô cùng xinh đẹp. Bà phù thủy để cô sống trong một tòa tháp cao giữa khu rừng. Nhưng tòa tháp này không có cầu thang, chỉ có một ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh tòa tháp. Bà phù thủy không bao giờ cắt đi mái tóc vàng óng ả của cô gái. Khi bà phù thủy đến, bà đứng dưới chân tháp rồi gọi cô. Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây! Rapunzel thả mái tóc dài vàng óng xuống từ khung cửa sổ nhỏ. Nhờ có mái tóc dài của cô, bà phù thủy đã leo lên được trên đỉnh tháp. Việc này diễn ra trong rất nhiều năm. Một hôm, có một hoàng tử chạy vào khu rừng này để săn bắn. Chàng nghe thấy một giọng hát trong trẻo từ phía khu rừng. La la, la 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 la, la la la, la 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 la. Giọng hát bên này làm sao? La la. Chàng nghĩ và điều khiển ngựa chạy theo hướng có tiếng hát. Khi chàng đến chân chiếc tháp nơi Rapunzel sống, chàng hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, nhưng không hề có chiếc thang hay bất cứ thứ gì để trèo lên tháp. Như bị giọng hát đó thôi miên, ngày nào chàng hoàng tử cũng đến dưới chân tháp, nhưng không thể tìm ra cách để trèo lên tháp. Một đêm, chàng lại đến chân tháp một lần nữa. Chàng thấy một bà phù thủy tiến đến đứng chờ ở chân tháp. Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây! Rapunzel thả mái tóc dài vàng óng xuống từ khung cửa sổ nhỏ. Nhờ có mái tóc dài của cô, bà phù thủy đã leo lên được trên đỉnh tháp. Ngày hôm sau, ngay sau lúc hoàng hôn, hoàng tử đã đến chân tháp. Chàng đổi giọng nói. Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Mẹ của con đến rồi đây! Lần đầu tiên, khi nhìn thấy một người khác không phải là mẹ của mình, thì Rapunzel có đôi phần rất sợ hãi. Chàng không phải là mẹ ta, tại sao chàng lại lên đây vậy? Nàng đừng có sợ, ta không có hại nàng đâu. Ta nghe thấy giọng hát của nàng và đã yêu giọng hát đó. Ta chỉ muốn đến đây để biết giọng hát đó là của ai thôi. Rapunzel rất thích điều chàng hoàng tử nói và không thấy sợ hãi nữa. Trong một thời gian, mọi việc vẫn suôn sẻ và bà phù thủy không nhận ra điều gì hết. Cuối cùng một ngày, hoàng tử hỏi cưới Rapunzel. Hỡi cô nàng xinh đẹp, hãy làm vợ ta nhé. Rapunzel vui vẻ nhận lời cầu hôn của chàng hoàng tử đẹp trai. Nhưng Rapunzel không có cách nào để trèo xuống chân tháp cả. Bỗng nhiên, nàng nghĩ ra một sáng kiến. Mỗi lần đến chơi, hoàng tử sẽ mang theo một miếng vải. Rapunzel buộc những miếng vải lại với nhau để làm một chiếc dây thừng. Nhưng một ngày, Rapunzel đã phạm phải một sai lầm lớn. Nàng vô tình buộc miệng ra vài lời. Mẹ ơi, hoàng tử dùng tóc của con, lại lên nhanh hơn mẹ luôn đó. Hoàng tử nào? Hoàng tử đâu? Lúc đó, bà phù thủy nhận ra có chuyện khả nghi và bắt đầu la mắng cô gái. Tại sao không dám phản bội mẹ?
Mẹ chỉ cố bảo vệ con khỏi thế giới đáng sợ ngoài kia thôi. Vì không khống chế được cơn giận, bà phù thủy đột nhiên cắt đi mái tóc vàng của Rapunzel. Và đưa cô đến một vùng sa mạc xa xôi. Đêm hôm đó, bà phù thủy ở lại trên tháp và chờ hoàng tử đến. Một lúc sau, bà nghe thấy giọng của hoàng tử. Rapunzel! Rapunzel! Thả mái tóc vàng xuống nào! Ta là hoàng tử đây! Thế là bà phù thủy thả mái tóc đã cắt của Rapunzel xuống. Ngay lập tức, hoàng tử leo lên, mà không biết điều gì đang chờ đón mình. Khi lên đến nơi, nhìn thấy bà phù thủy chứ không phải là Rapunzel, chàng đã biết có chuyện không hay xảy ra. Khi bà phù thủy bắt đầu tấn công chàng, hoàng tử trượt chân và ngã xuống khỏi tòa tháp. Nhờ những bụi cây bên dưới, chàng hoàng tử vẫn sống sót. Nhưng những chiếc gai đã đâm vào mắt chàng, khiến chàng không thể nhìn thấy gì nữa. Chàng hoàng tử cứ tiếp tục đi quanh khu rừng, vừa khóc vừa đi tìm đàn Rapunzel. Chàng đã ăn lá cây và quả rừng tìm được trong rừng để tiếp tục đi. Chàng đi rất xa, cuối cùng cũng đến được sa mạc nơi Rapunzel sống. Và rồi một điều bất ngờ đã xảy la, đến. La, la, chàng la, nghe la, thấy la, một giọng hát. La, 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 chàng la, nhận la, ra la, chủ nhân của giọng hát đó la, đang ở phía trước. Đây là giọng hát của Rapunzel. La, 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 chàng tiếp tục la, đi theo la, hướng của giọng hát. Chàng vừa đi vừa hét lớn lên. Rapunzel! 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 Rapunzel cũng nhận ra giọng nói của hoàng tử. Hoàng tử của ta! Nàng chạy về phía chàng. Hoàng tử của ta! Cuối cùng họ đã tìm được nhau. Khi nhìn thấy chàng, Rapunzel ôm lấy chàng và bật khóc vì hạnh phúc. Nước mắt của Rapunzel làm ướt mắt của hoàng tử. Và thật bất ngờ, phép màu đã xảy ra. Cuối cùng thì mắt của hoàng tử đã mở được. Chàng lại nhìn thấy một lần nữa. Nhìn thấy điều này, Rapunzel rất hạnh phúc. Họ cùng nhau đi đến vương quốc của hoàng tử, nơi mọi người vui mừng chào đón họ. Và họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi.